Sôm mình chơi ông quý cho. Ông chúng tôi nhiều đây, bậc ca, mình to, cách làm đại ca này tiệm thì sạm đại ca, đánh đào to được tiết. Hay tam cao lục hiện này đầm nà ca sạm nà ca nơi thằng này đi dương thư sạm nà ca sạm đập sạm khay cam robot nẹt đồ riêng mình chịu vất em nẹt tiết cứ chuẩn tị bày hơi đây là đòi phải chuẩn tị bày hơi cứ nẹt đồ riêng mình chịu vất nông dân nào nẹt đồ riêng mình chịu vất tiếng vùng buồn nẹt nơi mình thì sơn sốc so một phải mùi nhưng mình tự biết mình bằng hai chữ Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. Mr. B, some colleagues. Yes, I would like to make some observations and also for clarification before we hear the next survivor. We have observed that Mr. Chumay yesterday was overwhelmed sometimes when he recounted his story and he had to cry and he could not control his emotions anymore. And he shares his traumatized as well as the next survivor with my client and together with Cambodian colleagues. And he shares this situation with other survivors, victims, civil parties, and witnesses. And I would like to make a proposal. I would like that the chamber gives information to the witness at the beginning that if they need time to cope with their emotions, their move, that they get this time, that they can be sure to have this time before they continue with their testimony. And as well, to offer them the case that they cannot continue, that they can ask to recover and have a short break. And as well, offer them again that they can contact, even during the testimony, if they feel it is necessary, with TPO, which is the Psychological Support Organization, to recover and to come back. And I think we all can benefit and for the witnesses, civil parties, victims who will testify in court, it is then clear that they can have this time which they find out, which is necessary before they are able again to speak and tell the story. I'm seeking then for a clarification. I would like to have the following information from the chamber that to make it clear that from our time that we have, and I think for all parties, the 30 or 40 minutes that we have, that this time counts only for the interrogation of any witnesses, civil parties, or experts, and that outside events, like, for example,
witness cries and is overwhelmed and moved by his or her emotions and traumatism, then at this time is subtracted from our time that we have. And the same for other events like, for example, discussion of any legal issues or whatever is not directly a part of our interrogation, because if not, we are feeling very much under pressure, and I think this is only my perspective, seeking a clarification from the chamber so that we know this time is poor interrogation time. And these are my observations, and I would appreciate if the chamber could make this clarification that would facilitate our standing here in court, and of course the questioning of civil part of the civil party today and other civil parties and witnesses. And I also would like to inform the chamber that the civil party today is somehow very strong, but is at some points of his story very weak and will be moved very much by his emotions and of course willing to testify here before this court and very happy to do this. But I think this time should be granted that he is more relaxed and able then to come back to the situation where he can talk and really willing to talk. Thank you very much for your attention. Mr. President, just to inform you that Ms. Tudinsky spoke on behalf of our group as well. Thank you. Look, Sri Sutsinski, Banji, Knong Niam Krom, Kyom Pondai, Samokun. Okun, Medavi, Devan, Huka, Kotum Kol, Panya Antoni, Hai, Timui, Yung Kata, Panya Tang Antoni, Ong Jumre, Ban, Kom Not, Shit Lia Hai, Hai, Kom Mien Kacha Baram, Nang Mien Vithina Ka, Doi, Away Dai, Look, Sri, Look, Medavi, Devan, Lược Lang Dai, Panya Timui, and Pipe Vilia, Devan, Kom Not, Ku Ong Jumre, Ban Kom Not, Pivilia, Samet Piki, Doi, Doi, Cheng, No Panya, same thing, Tit, Dai, I, Kat Lang, Chi, Yet, the Head, Luchi Kachim Tor. ឬក៏ដូចជាការអខានដោយមូលហេតុផ្សេងទៀតនោះគឺយើងមិនគិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកំណត់ថេរវេលាសម្រាប់ភាគីនៅក្នុងការសួរទៅសិស្សរីក៏ដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិនិយោគទីយើងគិតតែនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសួរដេញដោលសត់សាតប៉ុណ្ណោះនេះយើងគិតតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងបញ្ជីនៅក្នុងតារាងទាំងអស់របស់ចក្រមនឹងមានការតាមដានអំពីអំឡុងពេលនៃការចាប់ផ្ដើម ហើយនឹងបញ្ហាដែលជួបប្រទះនៅឧបសគ្គផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានការអាក់ខានហើយត្រូវបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងហើយបានជាពេលវេលានៃការធ្វើសកម្មភាពមិនជាលក្ខថាពីម៉ោង 2 រហូតដល់ម៉ោង 2 10 នាទីហើយពីម៉ោង 10 ពីម៉ោង 2 10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 2 20នាទីនោះទីវាអាចឈានរហូតដល់ទៅ 2 3 នាទីអីចឹងណាហើយក្រោយមករហូតដល់ 10 ឬក៏ 20 25 នាទីបានចាប់ដើមទៀតដោយសារមានការអាក់ខានពេលវេលា យើងគិតថាការប្រឹងប្រែងរបស់អង្គជំនះគឺជាការត្រឹមត្រូវមិនមានបញ្ហាអីទេមានបន្តមិញគឺមានបញ្ហាតិចតួចប៉ុន្តែមិនមែនភាគីខាងដើមមណរនីទេដែលនាំឲ្យមានបញ្ហារំជួយចិត្តនោះគឺរំជួយចិត្តដោយខាងភាគីអាយកាដែលសួរអញ្ចឹងការរំជួយចិត្តរបស់គាត់យើងបានរងាប់ឡើងវិញគឺប្រតិភិតតិចតួចហើយអាយកាក៏មិនបានប្រើពេលវេលាគាត់ពេញអស់នៅពេលវេលាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់ដែរយ៉ាងណាមិញគឺខាងមេធាវីការពារក្តីដូចគ្នា យើងគាត់មិនគល់ឃើញថាពេលវេលាដែលយើងដាក់ឲ្យគឺអត់អស់ទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាដែរយើងដាក់ឲ្យគឺអត់អស់ទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាឲ្យទៅខាងមេធាវីការពារក្តីទៅសំត្របនេះជារឿងយើងកត់នីមិនមែនកត់នីថាឯងគាត់និយាយតិចទៅឲ្យតិចមិនយ៉ាងទេចិត្តការពារក្តីឲ្យពេញលិញពេញសមត្ថភាពដែលអាចការពារបាននៅក្នុងករណីចាំបាច់ បញ្ហាមួយទៀតឬបញ្ហាជនរងគ្រោះអ្នករស់រានជីវិតតែមានបញ្ហា
ពួកគេជ្រុលនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់បញ្ហាកន្លងមុននេះយើងបានធ្វើគ្រាន់តែក៏មានកម្រិតដែរអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺយើងនឹងធ្វើតរទៅទៀតពីព្រោះមិនសមិញយើងបានគង់ត្រួតពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់គាត់ថាតើពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមកខាងពីវិសុដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះត្រូវអមគាត់ឬក៏ជាគ្រូពេទ្យដែលនៅនេះអមគាត់ដែរអត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភ
ដែលយើងមិនផ្ដោតលទ្ធភាពនៅក្នុងបញ្ហាដែលថាត្រូវតែសម្រាកដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើអតិតិរមនោះវោះទំងន់នៃបញ្ហានឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរហូតដល់គាត់បាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយក្នុងការស្ដាប់នៅរបស់អង្គជំរះនោះទេអញ្ចឹងបានអង្គជំរះបានគិតជាមុនបញ្ហានេះហើយទឹមជាមួយនេះគឺភាគីដែលជាមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួននឹង គឺក៏មានសិទ្ធនៅក្នុងការលើកឡើងបញ្ហានេះដែរថាបើសិនបើទោះថានិភាពនេះហើយបើយល់ឃើញថាត្រូវតែសម្រាកក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលឡើងវិញគឺអស់លោកលោកស្រីជាមេធាវីការពារកូនក្រីរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធពេញទីនៅក្នុងការកត់សម្គាល់បញ្ហានេះប៉ុន្តែគឺមិនមែនរហូតដល់ពេលឲ្យរំខានការងារនោះទេឥឡូវសូមឈប់កន្លះថ្ងៃដើម្បីឲ្យធ្វើតេតិរមរបស់គាត់មិនដឹងថាការវិភាករបស់តឡាការក៏គ្រោងខុសដែរបើសិ
ហើយឆាប់រហ័សហ្នឹងគឺលែងមានន័យទេអញ្ចឹងអង្គជំនះបានគិតគូរពីបញ្ហានេះហើយភាគីដើមរបស់នេះក៏បានដាក់នៅអ្នកជំនាញផ្នែកហាជិតសាស្ត្ររួចមកហើយនៅក្នុងបញ្ហានេះអញ្ចឹងជាសិទ្ធិរបស់ភាគីដើមរបស់នេះក្នុងការការពារកងរៃរបស់ខ្លួនក្នុងករណីចាំបាច់ហើយបញ្ហាមួយទៀតបើសិនជាយើងដឹងអញ្ចឹងហើយក៏យើងគួរប្រឹងប្រែងបញ្ជាក់នៅក្នុងការសំណួរសួរឲ្យគាត់រហូតដល់ពេលចំណុចណាដែលគាត់ ត្រមមិនបានយើងកាន់តែជុំខ្លាំងដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែពុះកិច្ចរលកាន់តែមានទុកសោកសម្ដែងនៃការទុកសោកកាន់តែខ្លាំងនោះទៅទៀតចិត្តសាស្ត្រក្នុងការសួរគឺអាចចង់ដឹងបើមិនចង់ដឹងជ្រៅពេករហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់យំស្រែកឲ្យគាត់ពុះកិច្ចរលនឹកឃើញឡើងវិញជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខូចសតិអារម្មណ៍អញ្ចឹងនោះបានទេនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតគូរពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវ
ông hiểu đấy, cất cái lòng máu mình đây mình ao khoa đi, miền tây lư, còn tây biển lư, tây mình lư, khi ra ơn thì, còn thế mình ai kẹt ở ní, mình ai kẹt ở ní, bây về lia, thì mẹ kiểm to, thì mẹ ấy chân đi, chẳng hay ban chỉ dương kẹt ní, bây về lia về anh nơi sau, cứu thì mẹ miền ca kiểm to, đang đọc giấy ban hà kiểm to, xem thấy phía kia được nông ca to to hề đi, nông nông ca xua đánh đầu này. Chẳng ban hà tivi nữa cứ đường đại miền ca sầm này như ca tục prui bờ đào mình đang đọt bên ní có dương từ tua dọc về bánh hà này vì vô nông niêm chỉ mình nuôi chiên có dương từ kết vì bánh hà này đây phần té cứ phần sân ba trăm bát cứ hiện kỳ mới từ vi khuôn anh đại chỉ kẹt cà pì cái đây công đây khuôn anh những trâu che lược vì bánh hà này đại khuôn anh đã mới xong cả này nhà cả chập ở rắm pì ong chìm rẻ của cả dồi khơi khóc nỉ ông hiểu đấy dồi khơi tha chia riêng một tổ một xóm đấy còn tại ôp rôm quạt ở quạt bằng răng tệ rom ở quạt bằng răng smart ở đây chứ mình tính chứ khơi tha quạt ai gì ban chắp ba lăng vinh ai o lăng vinh hay còn dây ở phía tầm đây ở khóc sao người dân có ai bàn to tới làm mấy cái mọi khát pin mình trai tôi là cá nom nè rồi đêm mình vứt bùm mình cho một căn một túp sạm nà cà
Ông chmua ấy tới ông chmua Bu Meng. Ông anh quy cho ông lấy về dạ pê về nha. Ông ai sẽ đập khay cam mà ông nó là hồ đại một ngày vậy nọ. Nhưng ông nhầm đấy anh nhà đây ông quy nhé. Thì muối thì pí ông một lần chải ông chạm mưa mà các bạn bị cro đại miên phơi cả hóm chạm pê đại miên phơi cả hóm xong ông chạm đầu thì gì cái nào ông thì gì mình toàn miên phơi cả hóm sầm lấy những ọt man từ đó nẹp bọ prai thì nhưng nẹp bọ prai ọt ai bộ phái ban thế chẳng khang phi kỳ ổn trại chiết để ban châu ruộng được không ông tham gia cả nên sẽ đập bọt bàn ổn dụng ấy chẳng ổn hay thì bây tạm các quả tâm quả nâng đọc bài ca đó bỏ cả làm một chí bàn quả tâm quả thả ông miền phanh hà thị chiết chẳng ông nhìn đẹp xong chùm riêp ông chết tha nợ phê na ông sẽ đập sầm nù hơi bởi thân đề sẽ đập sầm nù dùl ông nơi sinh nghiệm hay ông chạm mơ phương của hôm sau ông trả lời tại bởi sinh dịa áp sạp bình dô lý tí cứ ông bê đặc hình phương của hôm ông ai gì một vinh tha xùm nua nâng sạp bình dô lý tí xông ai tăng xùm nua xa chìa thăm mây mà đoàn tiên đầm bây ông nhầm rác rưu gặp hiệu ký đại miên bầm non xu ông nâng có ai tăng xùm nua xu ông thay chìa thăm mây ở chấp ba sạp dô lý chấp ba hay xông ông trả lời nè ông ông miền ở dụ quân man chín năm hơi chín năm đi học sốp làm bài ông miền tì lùm nơi sập thằng ấy nơi ai na đé sập thằng ấy khi ông lùm nơi bài chập bón đi nơi khung cùng vùng cống sốp có thống khai cần đào ông cột một đầu bò ở vây đá sập thằng ngày ni ông đang cục bài giảng tăng vị chân non chọc cục tua sải nương máu cứ tự chịu cô mình lứ lấy cô ngẩn ngất cầm lăng phô lăng có thom thoi ông nhom đầm lực ông mà non tiết ông cũng ai chải lươn pì ông chạm mưa phơi thân ông ở dưới mình tách ông chạm mưa phơi cái này nhom ตอกย้ำบัดพยมันเข่งเพลิงนงบ่ย้ำบ่พยมันข้างหน้าอามีเพลิงไงฉันก็นายเป็นยับปีวีนี่อังติกยมนะอมสอบไงมีนประปุนนายเต้อมบาดย้ำสอบไงย้ำมีนประปุนกรอยมุ่ยเทียดบ่ปุ่นกรอยบ่อมชมูเอาไว้ตื้ออายุสายสับประใบฉน้ำเจ้าปุ่นมุ่นบ่อมชมูไอ้ชมูเอาไว้บาทปุ่นมุ่นเจ้ากบตัวสไลน์นึกชมูมายืนหายมดทีông ban đã bị sống tăng luôn chia đầm vẫn đắng rót thập bạ vì ni ta nơi chập buông mục ông chân buông chùm ra về ni ông đắng tiềm tia sầm non ni đòi luôn ấy rứ có ông tục niệt tì ni chun từ mì để vì đầm nàng rồi bảo ông đầm bày phật đắng tiềm tia chấm nô ông bà xem chim riệp lục bát thiên khi nhom tục niệm tì ni tự ao đam mà đăng mê chiêu vi bọc nhom chế nét tiền tiệp này khang phơi cho bà nông ca đại ông sầm rạch trận tăng khluôn
chia đau mà đang rót vào bên ní ta ông miền tâm niệm tâm nông giang mách từ nâng ông hết đại ban chọt bạc cắn từ lư chuẩn chụp cháo nâng nông rương cái đây ní bát lục bát thiên nhom đối với toàn vô sôm lục bát chế ở đi tha tam phía sa mạnh tích mà đồng bề nhom vô ông chấm rác trong đăng tha ta ông ban tăng khôn nhật đam đạo ni nông không được đăng tiềm tì ta ông miền bẹ buôn chấm với ông hết na này ca phật đăng này ca chọn bậc căn từ lời chuẩn tập cháo đối với ông hết so một phầy muối rồi có ông hết prey so cục thủ lệ như vậy cho bón đấy nè còn hạt xòm phải muối rồi có prey so thì muối thì pí cứ ôm nâng từ tua rồng cru đại khuôn ai toán rồi có nhiệt sẩn đan xây tiết đôi chỉ một pôn côn và ôm đại thơ từ tua rồng cru nơi nóng tua sải rồi có prey so rồi có tiếng pí tiếng ôm phong tiếng cru xa và ôm phong đại từ rồng cru chỉ chân rồng cru nơi nóng cục tua sải đời ông bư rồi bà khmai cả hôm cho nó luôn bác xong chừng rếp đồ thiên ní cứ khi nhóm bắt lắng ẩm phí bánh hà khuôn nhóm to đã chơi cho tôi ruộng cổ dàng tự rừng là cam dàng khlăng khlăng cho tìm phát bách tích ở hơi khlăng vay sự bạc nhóm hơi phương chăng bà phôn nhóm bắt khuôn một tôi thế này nè mà đang kìa niên tôi tự tu chuyển được cam bài nào thì không thoải mái luôn. Nơi môn năm mà còn nơi môn thằng ngày thì đọc bằng pel khai mê sa năm mà còn bằng môn nơi chất sáp rắm ta ông ru nơi tì cái này ná và có một đồ bò ở bài đá. Chất sáp rắm nhóm ban cho bay mạ kỳ đám bay rộng đó tức đấy rộng đó trong đáy bắt đầu rộng thế nụ cho ông nị dì điệp rộng chung đó ông sạm nạ ca sạp ông pi bắt bị sao nâng ở bây giờ bây đại ông ban chụp bật tia ban chlong cắt nâng không đọc bọc Campuchia bị chia thập tay chắp bị pil cầu thang ngay đọc bằng pil khai mê xa chân nằm bọn bằng môn đời chất sắp rắm rồi hốt đó thang ngay rùm đó bằng pil mẹ cả ra chân nằm mùi bọn bằng môn đời chất sắp rắm ta ông ban chụp bật tia rương rào giang mạch là ba cõi chai đập bằng bay đập bằng bơm mây xa năm một bom bồi cho chụp rắm nhóm ông cá bán áo máu thua cá nơi sờ la bị chết cái tê rồi say cài khang cu rú phép cầm nú xem xén thôi chị ai cả xá áo sơ kha cam phụ ở bột bột để trên sột nơi sơ la phải chơi cái tay rư say cầu ông ai nhị dê riệp rộp hô hai tăng pi rư say kèo nâng tư lô hốt đò bê ông trâu ban rụi khluôn chanh pi cục thua sáy nơi thang ngay ti bùm pil khai mẹ gà ra chân nam chân thập bùm buồn bà ông ai nhị dê riệp rộp bán ông ai nhị dê riệp rộp bà ông ai mình ai nhị dê bán tế tục là đập hiếp ông dùm rét nâng xua ông tam đồng nạc ca ni mùi ni mùi.
ខ្ញុំជម្រាបលោកប្រធានកាលពីក្នុងអំឡុងដែលខ្ញុំបំលើការងារនៅក្នុងសាលាបច្ចេកទេសរិស័យកៅម៉ៅខ្ញុំធ្វើការអរយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំចឹងដឹងខ្ញុំផ្លិចផ្លាស់ចាំខ្លាខ្ញុំលោកប្រធានអនុគ្រោះអធិស្ស្រ័យចំពោះលោកខ្ញុំបាត់ផងពីព្រោះការទ្រឹងកម្មនោះធ្ងន់ធ្ងរពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ហើយស្មារតី ក្នុងឆ្នាំ1976នឹងអង្គការចាប់ប្រធានខ្ញុំឈ្មោះហាក់នៅសាលាបច្ចេកទេសរិស័យកៅម្ដងមកប្រហែលជា2-3ខែក៏ស្រាប់តែពួកនេះដីចូលទៅកាន់កាប់នៅកន្លែងនោះក៏ស្រាប់តែខ្ញុំត្រូវគេផ្លាស់មកសហកតាលី នៅក្នុងឃុំដង្កោស្រុកដង្កោខេត្តកណ្ដាលជាសហគមន៍មួយលុតដំក្ដៅជាទីបំផុតពេលនោះអង្គការបង្ខំឲ្យខ្ញុំជីកប្រឡាយកាត់តាមពីភូមិតលៃទៅរហូតទួលគ្នានឹងផ្លូវទៅគុកបរិសរលើកទំនប់ ជីកបន្លាយយ៉ាងក្តៅក៏គុកធួរទិរុណកម្មខាងកម្លាំងកាយនោះវាហួសនិស័យបាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខំបម្រើអង្គការនោះវាដូចថាវាអស់ពីចិត្តពីខ្លៅមកខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះទេទិរុណកម្មកម្លាំងកាយធួនធ្ងរបែបហ្នឹងក្រោយមកទៀត ក៏អង្គការឲ្យខ្ញុំទៅខាងក្រុមពូពូធ្វើរង្គាល់ធ្វើរនាស់ធ្វើនង្គាល់ធ្វើរនាស់ចាំងឈូសជាមួយប្រធានធ្វើរង្គាល់រនាស់នោះក៏ឈ្មោះថាប៉ាបំដឹងស្អីប៉ាទេគេហៅថាបងប៉ាបងប៉ានៅសហគមន៍តំបន់ហ្នឹង ក្រោយមកទៀតបានគេឲ្យខ្ញុំទៅដាំបន្លែម្ដងកំពុងតែដាំបន្លែកំពុងតែធ្វើដីចម្រាស់សម្អាតដាំបន្លែដាំត្របធ្វើរងដាំស្ពៃស្រោចស្ពៃជីកាជីលមុខមនុស្សជីលេខ1 ហើយក៏ស្រាប់តែមានថ្ងៃមួយមានពួកអាវខ្មៅបើកឡានជីបជាងនឹងកាត់ចិនជាងនឹងខ្ញុំភ្លេចតែបដល់ខ្ញុំកំពុងដាំទ្របគាត់ថាណែអង្ការ ឲ្យរៀបចំខោអាវពីអ្នកផ្លូវប្រពន្ធនឹងដើម្បីទៅបង្រៀនក្មេងនៅឯសាលារចនាខ្ញុំនឹកថាអស់ចំចំណុចដែលខ្ញុំមុខជំនាញរបស់ខ្ញុំហ่าខ្ញុំក៏អអនោះតែថាអនឹកថាអញបានទៅក្នុងមុខអាជីពរបស់ខ្លួនហើយ តែអកុសលអីពេលនោះខ្ញុំក៏ទីឡាមកពីអ្នកពន្ធខ្ញុំឡានធីបនោះតែបាននាំខ្ញុំដល់មកកន្លែងផ្លូវគិរីរំបត់ចូលវឹងមកខ្ញុំថាដូចខុសផ្លូវទៅសាលារចនាគិតក្នុងចិត្តណា នឹកក្នុងចិត្តភ័យផងអីផងចង់ខ្យល់ចាប់ភ្លាមតែប្រហែលជាកន្លះម៉ោងដល់មកដល់កន្លែងមួយខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់នឹងកន្លែងស្អីទេតែថាឲ្យឈប់ហ្នឹងហើយ
ចាប់ពីនឹងទៅបានគេចាប់ដើមឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងទុកមួយហើយគេថតរូបថតរូបប្រពន្ធខ្ញុំហើយថតរូបខ្ញុំវាចែកដល់អីសពថ្ងៃនឹងខ្ញុំមានតែរូបប្រពន្ធខ្ញុំនឹងមួយទេតែរូបខ្ញុំបាត់បង់កាលពពិលអ្នកកាលានឹងមិនដឹងជាអត្តសត្តាយទៅណាអត់អស់នៅសល់តែរូបប្រពន្ធខ្ញុំមួយខ្ញុំទុកបង្ហាញអង្គចៅក្រមនៅពីនេះ ថតហើយគេបដើខ្ញុំទៅអាគីសេអាគីកោហើយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងគេបញ្ជូនទៅខាងណាទេអាគីមួយណាទេខ្ញុំអត់ដឹងបែកគ្នាទាំងពីរនោះមកលហូតទៅពេលបច្ចុប្បន្នយកទៅដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគតុបរូមនឹងនៅជាន់ខាងលើអាគីសេនឹងអាគីកោនឹង រយៈប្រហែលជា5ខែហេដូចភ្លេចអាឆ្នាំជាប់នឹង5ខែជាប់នឹងដល់មកគេធ្វើទិរុណកម្មទី1គេថាឯងគេយកទៅបកស្វែងគេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបកស្វែងរបៀបម៉េចប៉ុន្តែម្នាក់នៅដឹកជិតខ្ញុំនោះគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេយកទៅវាយស្រុយចំឡងខ្ញុំនឹក រកលួងចិត្តភ័យណាស់ឆ្លត់អស់ហើយក្នុងខ្លួនខ្ញុំនឹកថាខ្ញុំមានកំហុសអីខំធ្វើការបម្រើអង្គការនឹងអស់ចិត្តពីខ្លៅមកហើយចាប់ចុងផុតខ្ញុំមានទោសពីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកមិនអស់ចិត្តទោះខ្ញុំពេលតែដេកសង្ឃឹមនៅក្នុងគុកនោះគេដោះខោអាវអស់នៅតែខោខ្លីមួយ អាវក៏ដោះនៅកោខ្លីដេកនៅលើកម្រាលឥដ្ឋយូខែឆ្នាំដែរយូខែដែរបានគេចាប់ដើមទៅសួរចំឡោយវាយសួរចំឡោយទៅកន្លែងសួរចំឡោយនៅក្រៅបរិវេណគុកទួលថ្លៃនឹងមានផ្ទះមួយនៅចំក្រោយអាគារអាគារកល មុននឹងគេដាក់ខ្នោះខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំដេកប្រកាប់មុខហើយម្នាក់នឹងជាអំពាត់ផ្ដៅអំពាត់ឫស្សីពុះប៉ិនពីស្រោប៉ិនមេដៃមកកងមកតម្លាក់ប្រៅរបស់ខ្ញុំគេសួរមើលស្រឡាញ់មួយណាខ្ញុំថាមួយណាក៏សឹកតែ រំពាត់ទៅធ្វើទៅរកម្មវាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចែកទៅមិត្តបងវាយមួយណាយកឆ្លាញ់មួយណាខ្ញុំចែកមិត្តបងនោះខ្ញុំមិនហ៊ានអាកាត់ហៀង
Mom, nice to play chap. And what wife him? Why much add much on one minute my wife did? Why mom night at all? Mom night how chan, chan some rain pink loon. Can of cut a peel pink loon, look on the law, tum county. Ka hob mokan. Cut her up. How came a rob? Got white dub, you rob, band dub, and I don't white mamma, I rob dub. The long eye, Pierce Arkane and King Jays are white dub rob moy, look at him. Him two choked up. The bite pink long, bite long, teacher. No camera at the Kalanium, dig. Why I'm not long to see you? Do I go see Angina? Kai na, chnam na, net na nom chol, chmu ai, net nom chol. Kyum mình đăng, kyum soi tham đăng. Hơi mà vay lâu chỉ mua kyum mình đăng, mà lâu chỉ pi được kyum mình đăng, lâu chỉ bay được kyum soi tham mình đăng. Kế chế tập vay, mà vay cho là bay, ôi khôn ngoan tập bay thì vay lâu tập bay thì. Khiêu mồm nó khơi mà nó cầm ho bọc luôn mình khơi nó khiêu mồm đấy bán chôn cho anh nó xong đang xây a nó giảng mấy ca dây b nó giảng mấy khiêu mặt đang ai chơi thầm đang kia chơi thầm bài bài chích chích ai khôn ngon khiêu khiêu miền sông lạ khôn ngon pin khôn ngon thì phò tang khiêu nó khôn ngon chết tha con tập đoàn nằm đại thay sau mà khi mà rồi rồi mình chỉ vật hai khi mà o con o bàn nội của mình chỉ vật là chùa bên đi ba mà chùa một ông trạm na cà men khi mà mình chết ở đi chơi nè bàn ông tập lại ca chấm nước gia vị sau mai nâng không tập lại ca cầm chiến nâng cứu hộ chỉ thôi khi mà nâng khi mà sau bài chết kia này nhưng nó khá bán cho đi thua hai bờ mình bán mà rồi phía rơi cái thơm ta tha ha sắp đưa hốc sắp phía rơi đây thằng chứ cho đôi cô mình đang nhóm bán lại nhà vì khả năng cục thật nhóm miền cầm hồi chế nhóm nước mưu sắp khổ bỏ hai thật miền cầm hồi chế sắp bỏ khiêu mưu rực rô miền chì vật bán miền chì vật mà mấy anh vùng rừng thật tệ rầm mà thờ rầm bài bàn là ó hay bàn nâng nấu đầm bay miền đảo cả vì vua ông mấy bàn miền bắc xa hơi thà ông từng tưng rụng chăm ở cả đầm bay ông bàn sầm đầy nở vây để ông bàn chu bật tia nở vây để ông bàn từ tua rồng vì ông pư ở dưới địa thô ông pư thưa từ rôn là cam đồ chữ chậm đồ thung thung ngô đời phụ không ai cờ hòm đại bập bết một lư ông một lư phe đại di là bảo ông hay bầm nòng ní
ខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តមើលអំហើយក៏ការសម្ដែងនៅការបង្ហាញនៃអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើមើលអំនោះដើម្បីឲ្យសាធារណជនចូលរួមនៅទីនេះឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសនិងមនុស្សជាតិនៅលើពិភពលោកគេបានស្ដាប់បានយល់អំពីអំពើរបស់ពពួកខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តមើលអំហើយក៏ការសម្ដែងនៅអនាគតសូជពួកអំដែរដែលទទួលរងនៅអំពើក៏ខុសខើដល់អមនុស្សធម៌ពីក្រុមទាំងនោះប្រសិនបើអំបដិបដោយឲ្យអារម្មណ៍មនុស្សសេចក្ដីតន
ông bát dừa đồng bút thiên bà bà ông thưa tới tới rầm bảy bàn lọ hay rầm lọ đó mấy ông chi ọc ca bùa bùa chi ọc ca ni một ngày ni cứ tục ọc ca chuẩn ông là mấy ông chuyện bàn bọ sài bàn để dây riệp rộp ông pi ở bay đại chi tục sọc bà ông chun đò ong chim rẻ bàn dừa bữa thân bà ông bắt băng nơi sợ tới rầm bắt ông cứ thưa rồi chụp chụp chật khăng mình miền ở cả này gì thì hay hay ông sắm là cá mình miền tây về lý ngày xây chết đi từ miệt ông nốt về vô cầm thì ngày xây chết nước miền nẹp xây chết đại từ một này gì mình cả này mình chuẩn đoán đôi ông này cái chòng cắt tục về tận đi đôi ông chẳng nên khả năng nâng người học viên mình chỉ biết bị so mà thầy mối rồi khác cái học viên mình chỉ biết bị so mà thầy bốn thầy so hay nâng nẹp khác tiết cứ quạt mình từ tua rồng toa bàn tay cua sa bạc quạt chỉ ở đây chỉ ở bục chia mặt đai bà quát đã trở từ tuần một nạn hiệp tiền ông bơ ai cho được thoa nâng áp nút thoa nơi tin nô chẳng có còn biên lẽ cái nạn khóc khóc nia từ mục tiền chẳng ông bà to tiết ông nắp bà to nơi vây đây ông ban từ tuần rồng nơi ông bơ ai cho được thoa ông bơ áp nút thoa từng lái đã cao biên cho phù ông nơi không ông lòng pê đã ông chụp khủng kháng là hốt đó ngay ông tránh bàn tranh rồi tranh biển nút đời xa rần còn top rần ạ xe sông cù chiết Campuchia đại miền ca còn trâu vì còn top Việt Nam nước bạn đồng đó nơi thằng ngày bầm bơm mẹ cá rá chăn nằm một con bầm buồn nơi chợ thầm buồn luôn ông anh về to bàn tí bạc nhom ai bên to bàn lục thiền nhôm sôm thoi coi bệnh tịch càng dây thoi coi ní nhôm plech ní dây ẩm pí ca hộp chọc và nơi không cục ở ruộng nung ở kia ruộng nung ở bên tuốt ruộng nung cứ miên mình nước phải chạy sám sai sập nè nơi trung giang mặt hàm nó hiện khơi chôn bọt thì phu phải so so lời kiên trung giang cục lòng lại lòng cục rùm luôn chỉ mũi nhom chọp mũi nhom luôn hết tập bò riêu riêu đối nhom chẳng và ấp miên cá thì cá muôi muôi tập bò riêu riêu mà về tu hồi hôm hết nhom cơm nơi đó có lại phần đòn về ở hơi cầm nặng cơm mình tên sang ngày sau bờ sẽ là lướt mình nung to lại cái to một cái đó pin calpi nhom lan từ lướt cúc á kỳ non nhom tơ hôm hối á kỳ chi co nhom tăng vì chọn lâu mình hối từ lướt hai khi nhom chụp búp nâng cam chè đào thì món à kia nó lần lót vào cho cuốn tập bao anh là không ơi khi nhom nước từ vừa đi chứ chậm nè. Khi nông mặt ngày đứng vay
ជួយចម្លើយហៅទៅវាយជួយចម្លើយ Net the way suy mãi nhung 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 mơ khơi nhung chân nam mục hơi lưu sâu kỳ hai kia kia nhung kia chăm chúa ta mà kỳ hai kia kia mùi chmua mòm nay hô hầm hơi pain tất tông ông mình phải làm nhá nhung chung 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 điệp anh ấy nhung nhì dây màu thoại cơ rồi tích mình chung lúc thiên chia sẻ អំធ្វើរំឲ្យបានអនុងណោស្រួលឲ្យបានល្អដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំចឹងថាអំបានតឹងឱកាសនេះយូរហើយហើយឥឡូវនេះឃើញថាអំមានការរំជួលចិត្តហើយមិនអាចរៀបរាប់បានអស់ទីនៅអ្វីដែលជាទុកសោករបស់អំដែលអំបានជួបប្រទះនៅអំពើដែលរំលោភបំពានមកលើអំដោយអយុត្តិធម៌ដោយអមនុស្សធម៌នោះកិត្តិយ៉ាង ប្រពន្ធរបស់អ៊ំផងឥឡូវនេះអង្គជំរះតាំងសំណួរអ៊ំវិញដើម្បីអង្គស្ដាប់ហើយនឹងអ៊ំឆ្លើយនឹងសំណួរណាអ៊ំនៅពេលដែលមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៅនាំ យកអំពីសហកតាលីស្រុកដង្កោមកកាន់សាលារចនានោះតើគេបានចងឬក៏ដាក់ខ្នោះអំនិងប្រពន្ធរបស់អំដែរឬទេសូម ជំរាបលោកប្រធានចក្រមទៀតនឹងអន្តរជាតិគឺថាពេលនោះគឺឃើញឡានមកគ្រឿងទៅដាក់ខ្ញុំចឹងម៉ែប៉ុន្តែអត់មានឃើញខ្នោះទេគេឲ្យរៀបខោអាវដាក់មកសក្តោធំមកខោអាវខ្ញុំក៏នោះវាទៀតជាប្រមូលពីនេះពីនោះនៅទីជប៉ុនក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹង ដល់អញ្ចឹងយើងទៅចាក់ចោលនៅកន្លែងគុកទួលស្លែងហ្នឹងហើយពេលនោះពេលគេនាំអ៊ំហ្នឹងមកដល់ចូលគុកទួលស្លែងភ្លាមឬក៏ចូលទៅកន្លែងណាមួយសិនដើម្បីដែលមានអ៊ំរៀបរាប់មិញថាមានកន្លែងមានកៅអីអីហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងគុកក្នុងគុកទួលស្លែងឬក៏ខាងក្រៅទេ But nung khang krai kuk tu slai nung muk kuk tu slai nung mien tia muoy hai ki riep ka ai pi chu tok ka dal veng chou tu ka lai nung ki oi chou lu ka lai nung hai ki oi khnyom pi nyap dai pon nung dak dai mu krai dak dai mu krai ki ko yok khnoh mo dak teng pi nyap dai pon nung នៅពេលនោះអ៊ំពេលដែលគេអ៊ំឲ្យប្រកបឲ្យអ៊ំដាក់ដៃទៅក្រោយពីអ្នកប្រពន្ធដាក់ដៃទៅក្រោយហើយគេដាក់ខ្នោះនោះតើពួកគេមិនបានប្រាប់ថាគេចាប់អ៊ំខ្លួនអ៊ំនិងប្រពន្ធរបស់អ៊ំនឹងដោយពូលមូលហេតុអីដាក់អីទេដែលគេនាំឲ្យគេចាប់អ៊ំដែរទេនិងប្រពន្ធអ៊ំដែរទេគេមិនប្រាប់មូលហេតុទេ បាទលោកប្រធានពេលនោះគេមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុខ្ញុំមានកំហុសអីទេខ្ញុំទេខ្ញុំសួរគេថាខ្ញុំមានកំហុសអីប្រពន្ធខ្ញុំក៏ឆ្លើយដូចខ្ញុំចឹងដែរ
ខ្ញុំជាកូនកំព្រាខ្ញុំជាអ្នកកំព្រាកំព្រាកំសត់ណាស់ខ្ញុំមានកំហុសអីហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយដូចគ្នាហើយគេក៏ថាហេអាកុំហើយដឹងអង្គការផ្នែកមនុស្សមានកំហុសមានកំហុសបើមនុស្សមានកំហុសបានគេចាប់មកមនុស្សគ្មានកំហុសគេមិនចាប់មកទេហើយខ្ញុំនឹកឆ្ងល់ជានឹកក្នុងចិត្តខ្លួនឯង ពីណាប់រៃប្រពន្ធទៅស្ទូងដករាល់ថ្ងៃប្រពន្ធខ្ញុំតែខ្ញុំនៅកំឡុងទៅហៅថាកំឡុងតាតាបងបងពូពូនៅធ្វើនឹងគាល់ធ្វើអំណោះមកក្រុមយ៉ាងដូចក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំទៅស្ទូងទៅដករាល់ថ្ងៃជិះជិះខ្ញុំនៅក៏មានកំហុសអីហូននឹកកំហុសមកទល់នឹងថ្ងៃនេះមិនឃើញដូចធៀន អ្នកដែលប្រកបឲ្យអ៊ំនិងប្រពន្ធអ៊ំដាក់ដៃទៅក្រោយហើយយកខ្នោះមកដាក់ដៃអ៊ំនិងប្រពន្ធរបស់អ៊ំហ្នឹងអ្នកដែលទៅនាំអ៊ំពីតលៃមកឬក៏អ្នកមនុស្សផ្សេង ខ្ញុំជម្រាបលោកប្រធានគឺថានេះគឺជានាក់ផ្សេងមិនមែនអ្នកតែដឹកខ្ញុំមកទេអ្នកនៅប្រចាំការនៅផ្ទះមុំគុកនោះនៅក្នុងនោះគេត្រៀមចាំត្រាច់ខ្ញុំចូលទៅដល់នឹងគេឲ្យអញ្ជើញអង្គុយអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដល់ក្រោយមកបានគេប្រាប់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងខាងដើមអញ្ចឹងដាក់ដៃមកក្រោយមកពួកខ្ញុំយំមក มันดังกําหอบของข้อหวงไอ้บัดทันในเตะเชียงถือกาในแต่ได้ทีมทีมเด้อนึกดังแต่กําหอบคุณเขาอัดต่อโหนึกกําหอบคุณไอ้มาโจงไงในหัวมึงเคยใช่ไหมนึกมึงเคยที่เอาถือไอ้องกาปลาถือไอ้ถือน้องจัดตังถือไอ้ถือน้องอมจำเด้ไงได้กี่จับคุณอมมก ដាក់នៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរអ៊ំច្បាស់ទេឬក៏ចាំតែឆ្នាំបាទសូមជម្រាបលោកប្រធានឆ្នាំខ្ញុំចាំក្នុងឆ្នាំ1977នឹងចូលមកក្នុងសន្តិសុខសំភៃមួយនឹងគុកទួលស្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខែខ្ញុំ ទៅពេជ្រពេលពីព្រោះថាពេលនោះខ្ញុំថ្ងៃខែកន្លងនិយាយណាមើលតិចក្នុងគ្មានអញ្ចឹងតាមការស្មានប្រហែលជាខែ5ឬខែ6ក្នុងឆ្នាំ77ពីព្រោះអញ្ចឹងបងខ្ញុំចាំអញ្ចឹងខ្ញុំទីវាយធ្វើដំទិរុណកម្មឆ្អែចន់បានថ្ងៃមួយហ្នឹងមាន ក្មេងម្នាក់អាយុប្រហែលជា16ឆ្នាំទៅស្រីប្រកាសប្រកាសថាមើលកន្ទុំនឹងមាននណាចេះគូរូបដូចហ្នឹងខ្ញុំក៏លើកដៃឡើងខ្ញុំចេះគូគេប្រើម្នាក់ថាចាក់សោដោះគាត់ដោះវាមក ដោះមកដាក់ច្រវាក់ជើងមកខាងបដើពីលើអាគារគួរហ្នឹងអាគារសេហ្នឹងចុះមកក្រោមទៅជួបនឹងលោកដូចបានដល់ខ្ញុំស្គាល់ពីព្រោះកាលខ្ញុំនៅគូគំនូពលពលហ្នឹងគាត់នឹងអង្គុយក្បែរខ្ញុំហ្នឹងកងចាក់ខ្លា មើលខ្ញុំគូរូបពលពលហ្នឹងហើយមិនមែនតែគូរូបពលពលទេគូច្រើនហូបម៉ៅជាតុងក៏មានផាគូហ្វុងក៏មានឥឡូវជាអ៊ំដល់មិញអង្គជំនះបានឲ្យអ៊ំរៀបរាប់ដល់ពេលអ៊ំរៀបរាប់មកទៅដូចជា
អំរោគពាក្យអ្វីនិយាយរៀបរាប់អត់បានទេឥឡូវហ្នឹងអំចាំស្ដាប់ចម្លើយសំណួររបស់អង្គជំរះវិញហើយអង្គជំរះនឹងសួរអំជាក់លាក់បានន័យថាសួរតាំងពីកាលៈប្រវត្តិនៃការចាប់ខ្លួនការចូលដល់ការទរណកម្មការដែលអំត្រូវដកអគិធ្វើអីធ្វើអីរហូតដល់នឹងអំចេញឯងពលមករានឹងអំនឹងសួរអញ្ចឹងចាំដល់ពេលដំណាក់កាលមួយមួយសូមអំធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺ ដើម្បីឲ្យអ៊ំនឹងបានល្អអន់ព្រោះអ៊ំបាននិទានរៀបរាប់មិញដូចជាមានការផ្លេចផ្លាំងច្រើនណាដោយសារអ៊ំមានអារម្មណ៍មិនល្អអញ្ចឹងអង្គជំរះដូរវិធីវិញសួរអ៊ំវិញណាអញ្ចឹងអ៊ំអាចចាំឆ្លើយនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលអង្គជំរះនឹងសួរអ៊ំណាពេលដែលអ៊ំគេចាប់មកដល់ ទោះសួរឆ្លៃនឹងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាប្រមាណទៅពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់បាទជម្រាបលោកប្រធានពេលនោះគឺថាពេលប្រហែលជាម៉ោងគេជឿហើយខ្ញុំពីសហការតលែងនឹងនៅប្រហែលជាម៉ោង ម៉ោង9ម៉ោង10អញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចហើយហើយមកដល់គុកទួលស្លែងហ្នឹងក៏មិនបានជាមើលម៉ោងមើលពេលដែរពេលហ្នឹងប៉ុន្តែថានៅពេលថ្ងៃមិនមែនយប់ទេពេលដែលគេដាក់ខ្នោះអំនឹងប្រពន្ធអំរួចមុននឹងបដើពីកន្លែងដែលប្រគល់ទទួលហ្នឹងចូលទៅក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងគេមានយកកណាត់រុំមុខដែរទេ គេចងមុខគេចងមុខហើយបានគេបដើរចូលគុកទួលស្លែងហ្នឹងមិញអំបាននិយាយរៀបរាប់ថាពេលដែលចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺមានការថតរូបតើមុននឹងថតរូបអំនិងប្រពន្ធអំហ្នឹងគេមានសួរអំពីជីវៈប្រវត្តិរបស់អំនិងប្រពន្ធអំទេមុននឹងគេថតរូបឬក៏ក្រោយពេលគេថតរូបនោះ ជាភ្លេចខ្លះចាំខ្លះលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុគ្រោះប្រហែលជាឯកសារទួលស្លែងមានពីភពប្រធានមន្ត្រីក៏នឹងឈ្មោះធីហើយគេមានកប់ហើយខ្ញុំភ័យឆ្លងឆ្លោពេកភ័យថាមិននឹងរឿងអីគេចាប់មកឡើយអញ្ចឹងមកភ័យមិនបានគិតគូរមិនដឹងជាបានប្រសេរឬមួយយ៉ាងម៉ាទេឬក៏ប្រវត្តិរូបគេផ្ញើមកមុនក៏មិនដឹង ខ្ញុំភ្លេចពេលគេថតរូបអ៊ំហ្នឹងមិញអ៊ំគេបដើរចូលមកពុំមួយប្រពន្ធហ្នឹងគេចងមុខពេលដែលគេថតរូបហ្នឹងតើគេនៅចងមុខដដែលឬក៏គេស្រាយកណាត់ដែលរុំមុខចេញរួចបានគេទើបគេថតបាទខ្ញុំជម្រាបថាគេបដើរចូលកន្លែងថតហ្នឹងគេស្រាយ គេស្រាយកណាត់ចង់មុខចេញអស់ហើយហើយគេឲ្យខ្ញុំអង្គុយថតថតខ្ញុំហើយបានគេថតប្រពន្ធខ្ញុំចុះចំណងឬក៏ខ្នោះដែរគេដាក់ដៃហ្នឹងគេដោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគេថតរូបនោះប៉ែគេដោះក៏មិនដឹងឬមិនដោះក៏មិនដឹងទេគេខ្លាចខ្ញុំរត់ខ្ញុំអីណា អានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេភ្លេចតែដល់ទៅភ្លេចមិនដឹងជាគេដោះមិនដឹងជាគេដាក់អញ្ចឹងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែចាំថាគេថតហើយគេចងមុខវិញចងមុខវិញបដើរឡើងទៅលើអាគារសេអាគារកោចុះគេអំបាននិយាយថាគេបានដោះសម្លៀកបំពាក់វែងរបស់អ៊ំចេញ បានន័យថាខោវែងនឹងអាវចេញទុកតែខោខ្លីទេតើគេដោះសម្លៀកបំពាក់អ៊ំចេញនឹងក្រោយពេលថតរូបមុនពេលជូនអ៊ំឡើងទៅអាគារកោឬក៏ទៅដល់អាគារកោហើយបានគេដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញបាទកន្លែងនឹងដូចជាដោះសម្លៀកបំពាក់នឹងក្រោយមកក៏មិនដឹងពីព្រោះថាខ្ញុំភ្លេចភ្លាំងដែរកាលហ្នឹង
nâng kia lang đó là kia khăn lơ mang cái đó của mình nâng nhung plek nâng phân đăng đăng ca kì thọt hói kì kì chọn một quỳnh chọn một cái mang cái bà đào lang từ bờ hai bà phôn nhóm đăng cái bà đào từ kia là đi nhóm mặt đăng ông bê đã đó à kia nâng chị ở kia không khen rúm mà này tham biên một nốt sơn nè, rứa có chị ở kia không khen đặt giờ lại mà này tha ở kia nước miền đông mình này ông tì đây cái lại không khen nổ xong chừng riết mà sao lúc bất thiện cứ tha tê núng cứ bật chút rúm thông nữa bật chút thông nóng về miền kia mà phây xàm xài sạch nè khơi một mình nưng khăn ông cốc nóng hát lô chìa nở rưỡi than cả lá này rung rung hơi khá sọ sọ bẹt mà nhưng nước bảo sọ bà nó sọ vế vế nhờ sọ pin sọ bông đứng phải nhầm cho tôi nhầm cho chạp nhầm phây xa lọt vế ngon ít phải lăng hơi ông bây giờ tự đo nắng cái đặc nó ông nắng cứ chia snoo chia môi nẹt đầu tí rồi có đặc nó đầy lây tại mình nẹt anh tí hay bật đặc snoo ta mùi snoo không mùi snoo để ông cái đặc nó chia môi nắng miên kia bằng màn nẹt hay sự than này snoo nó cái đặc dạng mày chim riêng bà sa lộp bà thiên kỳ tha kê chắp đã bình tục bà rùm nâng miên kỳ nha chả lạ mà sân lùa nâng mà nông nâng kỳ hai ra khăn lọc kỳ nha kỳ nha và miên đã con chương xoan kháng phí hai kỳ sốc ở nông thân lạc đáy năng phơi nâng khổng kỳ anh chư nâng là hô tư bà hai chư kỳ nha bà nè đọc nè mà nông vâng vâng phải bị nít nó có lại nó đại nó hãy để cho các bạn này nhóm để chương một cao miền khác để các bạn chương một hàng lệch nhóm để chương cho cao chẳng cao ông ai ngược bằng quỳ bàn thế bọn đại chương từng pi dẫn ai ngược bằng quỳ bàn để thế tê nóng cứ nhóm ngớp bằng côi bán phần tay bọt chương bọt đáy ấy to tỏa xong cho bạp kê chứ bọt chương bọt đáy nó kẻ khrop khẳng trong chương nâng kẻ khrop nóng bọt chương thông bọt chương tối cứ miên bọt đông môi phải chứ chấm nọc bà làm lít cái đạn nâng trong chương nâng tặng nôm xế đồ mũ xế hay nhà na trên này vô liền mộ rồi có tượng nôm mới chạy cháo lắm rồi mới có tụng chân là hốn và xong chìm riệp và xa lô và thiên cái tha về nâng cái miền nẹ thôi ca nơi nâng nơi khăn ở đây à kia bình tục ở ruộng nâng cái miền khmer nó là dụ phải chỉ đập pram đập mùi cho năm cứ như thế à mũ nó ngẩn chặt nốt nó cho một cầu mình mày nhặt tàu thì nhặt tàu nó đi cái nông cụ nó cứ tự bị đi chứ không mà ngày ngày đi cái đại non thôi nơi nước ẩn là bộ hộp chọc mấy ông gì hơi tha miền bờ bờ điều riu hay miền cọp bằng con nó mà cọp hay chuồn cá lắm cứ miền sầm ló đây miền tật sót hay miền tật cuồn rồi có bật lại thì tôi bật nọ sầm nú xua tha pi lại cái phật đo là bò ai hốp nó cái phật đo giang giang mày tứ là biết đồng ca phật đo ai hốp cái do cái tô rồi còn mê rồi có đua chan mà oi ống đua bị xa giống rồi có cái chặt bị thì giang mày được đồng ca phật đo hà hay hà nó cái phật đo mà thằng ấy nó bao màn pi hay giờ mau bao màn
ខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានគេថាពេលអាហារហូបចុកហ្នឹងគឺថានៅពេលម៉ោង 2 ណាមមាត់ទីចាច់ចុះឡើងប្រកែកគ្នាអីគេលេងដងរែកពីលើស្មានោះវាយហ្មងភឹងភឹងភឹងភឹងបាទវាយអ្នកទោសដែលប្រកែកគ្នាអញ្ជីគ្នាដែលគេហាមិនស្លាប់ហើយខ្ញុំនឹកនៅក្នុងចិត្តថាធ្វើបាបមនុស្សដូចសត្វដូចធៀបគ្រាន់នៅតែចែកនឹងទីជួយនិយាយទីជួយបាន បងនឹងគេដាក់មកគេចែកឲ្យឬក៏អ្នកទោសនឹងចែកក្នុងគ្នាចែកខ្លួនឯងដួសយកដោយខ្លួនឯងឬក៏ខាងឆ្មាំគុកនឹងគេដួសឲ្យហើយដួសដាក់ចានមានសព្រាមានអីហូបស្រួលបួលទេ បាទនឹងគេចែកគេដួសឲ្យលោកប្រធានគេដួសឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយលោកព្រាគឺឲ្យគ្រប់គ្នាអញ្ចឹង ដល់ហូបហើយគេប្រមូលទៅវិញអស់ហើយគេមិនហ៊ានទុកឯងរបស់របរដែលធ្វើអត្តគេខ្លួនឯងកើនតាមញញួលយុបយុបគេមករាវដែកមួយឆ្កឹះគៀនកោះក្បែរខ្លួនខ្ញុំដេកនឹងគេរៀងឆ្កឹះរកអីគេទេគេខ្លាចមានដែកស្រួយដែកអីនៅក្បែរនឹងអីតាមញញួល ចុះអំពេលស្រោចស្រីទឹកឯងអំធ្វើម៉េចពេលស្រីទឹកពេលស្រីទឹកតោះទៅសុំច្បាប់គេថាខ្ញុំបងខ្ញុំសុំហូបទឹកគេឲ្យហូបអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងហ្នឹងគឺមានឆ្មាំគុកនៅទីនោះអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដង អ្នកយាមអ៊ំអ្នកយាមមិញអ៊ំអត់តន់ឆ្លើយទេអ៊ំឆ្លើយអត់មានបើកមីក្រូបានន័យថានៅកន្លែងបន្ទប់ដែលឃុំឃាំងអ៊ំហ្នឹងហ៎ព្រោះអ៊ំថាឲ្យតែស្រីទឹកអ៊ំសូមគេអ៊ំបត់ជើងបត់ដៃអ៊ំទៅសុំគេសំនួរសួរថាតើមានវត្តមានអ្នកយាមឆ្មាំគុកយាមនៅទីនោះអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរឬទេហើយបើមាននៅក្នុងបន្ទប់អ៊ំហ្នឹងមានអ្នកឆ្មាំគុកហ្នឹងប្រមាណអ្នក នឹងតាមខ្ញុំយល់នឹងងៀមដើរខាងក្រៅនឹងដើរចុះដើរឡើងនឹងច្រើនណាស់ពេលគេចូលក្នុងនឹងគេចាក់សោខាងក្រៅលោកធានចាក់សោខាងក្រៅហើយឃើញគេដើរតាមអាយ៉ខាងមុខនឹងចុះឡើងចុះឡើងនឹងបាទកាលណាត្រូវបត់ដៃបត់ជើងអីអឺអង្គលោកជានេះទេ ព្រោះថានៅចុងជើងយើងយើងត្រូវការនោមយើងនោមទៅបាត់ជើងតូចបាត់ជើងតូចទៅត្រូវការបាត់ជើងធំបាត់ជើងធំទៅវាខ្នោះនៅជាប់ដែរបាទខ្ញុំវាព្រិចព្រាំងណាស់តែនឹងរឿងសុំច្បាប់ផឹកទឹកឬក៏ហូបទឹកឬក៏បាត់ជើងតូចឬក៏បាត់ជើងធំអីហ្នឹងខ្ញុំមិនច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែថាជើងនេះជាប់ខ្នោះ បញ្ហាចេះទេព្រោះបញ្ហាបាត់ជើងបាត់ដៃនោះមានកេះក្របមានបណ្ដងទឹកដែលគេទុករួចហើយបញ្ហារបបហូបខ្ញុំទួហើយមិញប៉ុន្តែទឹកវាអត់មានពាងទឹកឬក៏បណ្ដងដបទឹកសម្រាប់ដាក់ទុកឲ្យអ្នកទោសផឹកទេហើយមនុស្សតែនិយាយត្រីទឹកអញ្ចឹងមកយើងសួរថាពេលត្រីទឹកនឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងបានអំមិនឆ្លើយមិញថាបើធ្វើត្រីទឹកយើងស្រែកសុំគេការស្រែកនេះបានន័យថាបើគេដើរខាងក្រៅទៅយើងស្រែកឲ្យលឺ
tại bởi kì nơi khăn khăn nóng dân anh dây tách có kì lưu đè của nẹ đại diêm để chúng em cũng nơi khăn khăn nóng còn ông dây mấy thang nơi khăn cáu hay sông kì nế sông nô mới tiết cho ngủ tật nơi khăn nóng ông lòng phê để ông chọp không khen nơi tì nô của ông chọp dù tăng phì bẹc đà chân năm còn vào môn nơi chất tầm bớt là hốt là chất tầm bốn chiêng mấy chân năm mà nó chẳng ông chọp nơi tì nô dù chừng kì sông nô xua tha cho ca để ngủ tật mình ta dạng mạch đá. Thầm thì mới đưa ra lúc bà thêm cái là bê mùi tức cái xe không ốc nế xe đất bà lũ ta mà đánh khăn lọc cáo chương khăn lọc con bà lũ tam nâng tư xe chương mà khang trên sân nơi đò mà khang tiết tam chương mà khang đi tiết đò chương mà khang tiết hồi mà nâng chô ốc nế bánh thì kẻ ấy cơ, khi phần u thì kẻ ấy cơ, bánh thì vô sổ chứ. Và khá là chô, khá làm chô chẳng đấy. Hói vô khảo áo nó, bắt đất tức nó, đại phút nó ngả đánh cây khóp nó. Chỉ bánh phút đặt cũng cây khóp nó, tức bắt đất tức nó. Về cái này nè, ca mũi tức mà đón bánh xa đô, sổ chú, sổ cô, sổ cái bấy chứ. Khmer tức đặt nâng cả lấy nâng thì mẹp là hộp mẹp ấy ớt đi. Về xong tức hộp mà nâng cho xong kia ơi. Thọ mà đá là miên dương khẳng khóng, miên dương khẳng khẳng lục thiền. Ông chúc mấy ông dây tha sẽ ăn khao hay dọc một phật đật tật nâng ạ. Miền này tha mấy thứ, đật tật là mấy thứ ấy. Sao nhà lấy ít nâng, phật đật phút ở trẻ rồi, hào xung quất nâng. Hãy đấy lưỡi ít nâng lăng vĩnh. Đó là ít nâng của xung quất luôn về rồi. Phật đật nâng phật đật đòi vừa màu vừa bồ bình trở ơn phía chứ. Bắt đầu về ọc là màu vừa hai cái hâm phí chẳng cô bầm non này thì hát khao nâng cứ dọc từ đật tực về đây là cái bàn tật châu nâng không bầm non ôi cả lại thì cả lại để đây nâng bị smooth nó mới ai làm là phép đây bàn người đi coi bị chập smooth anh nghe đồng cả đây chứ nghe ba bạc trở về lục thiên thì bầm ăn thằng ngày tới cái bàn tật đâm bay ở ban ngụt là biết đi đội đi mà đón ba trở về phần sau lục thiên và hai chia mà tất cả đưa mua cò còn lạc hai đứng đích nhung phơi chơi màn trăm thì có bị du bây giờ là địa sam supply cho nam mày ba còn đăng thà bên một trong lòng nóng xe là nó có trong tham mơ thức đứng nửa lũ. Từng kê nó khi ông ọc nha. Đâu mà anh chơi về sau chúng ọc lên sau khi ông dễ mà tu. Thế hả này, tu thì khuôn được mới. Hả này, khuôn thông được lâu. Nâng khuôn cho tôi giúp bọn môn bọn lão bình dễ chẳng. Vì nó dìm nâng cái lòng. Nơi khốn ông Long Pê là ông chọc khôm nâng cà rau bì ca đọc lên đọc nó ông nôm tờ xua chùm lời xua tha tớ miên ca đọc lên trong cả này thò mặt đá để cho đọc lên ở hạt pran ấy chân đại tí rưu có ọt xót tí nhóm đôi chụp lịch đài bì phê lông cư là ca hạt pran ấy đôi chụp mình đai lấy không có chụp nhung lắm đấy có hát đấy nhung lấy tụm đang lâu thiền thì vô du với ấy nơi bề đây cái nom ông từ xuôi chầm lái xuôi tha
biếp nông ca để nộp ông thua dùm lái, giờ tôi xua dùm lái kia thua dàng mày. Tôi xua dùm lái một đoàn 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 đoàn. Nó hỏi cái bà đà ở đây. Bà đà ở đây cái bà đi bên cốc nâng. Mình đại cái xua dùm lái nâng cốc cái kìa. Bà đi bên cốc trên tam là bón cách màu cỏ là kia à. À kia cỏ, à kia cỏ. Nhưng mà tiệm mua được lại nó bà là cái nơi hầy. Lạ xa nam thì muốn nâng bắt ở hầy. À lấy nâng việc bà vô là bà. Tăng thân nó bình yêu tôi mơ lại nâng cá cái xe tiệm cái nơi ở hầy. Cái đọc nó chương ông mà đọc hẳn nông mà những cái đọc nó chương chênh rúi bàn đọc nó đầy ông rồi có cái đọc này đọc nó đầy ông rúi bàn cái đọc nó chương chúng chúng rịp lộp của thiên cái bà đá từ chua chùm lai nâng. Tức đó là cái lãnh một chút muối, chè muối nữa. Là ông từ khẳng lứa. Ở đây ông, ở đây. Xua bê đại đó, đó ông nơi khăn ông, mình nơi cái lãnh cái khung khen nghe. Khung khen khi mình đã khăn lọc chưa nghe. Vâng. Lớn mình nút cái tới ca, ông nôm vô tới xua dùm lời. Xua tha, bê đại kia chạp đó ông nôm ông nè, bộ ông cũng bông tới chốt khăn lọc chừng. Xua tha ta cái đã khăn lọc, ông đã khăn lọc đầy ruột bằng cái đó khăn lọc chứng. Rưu có cái đọc nó chương chanh như rùi rùi hơi. Và đá ông chanh một đọc hàng kia ở kia. À cái này mà tụng khung kháng bằng cái đọc nó ống. Bằng cái đọc chanh. Cái đọc nó không nông. Cái đọc nó chương bị khăn ông. Ở bì à cái hạt à niêng. Cái hạt niêng. À còn bì đọc chương xoàng kháng nâng. Cái đọc nó hơi bằng cái đọc nó. Đặt nó bằng cái bà đá chính màu cái cho tôi cái lãnh cái bà đi bên cục tù cái lãnh. Mình cái ông Long Phi là cái bà đá chính mình rung một cái rung. Và chọn một cái bằng cái bà đá chính cái lãnh. Ông này gì ông Phi là tự đo cả lạnh cái tới xua chậm lời được biết nông ca riệp chom cả lạnh xua chậm lời nữa ngạ khi bộ phật cho bùa ông giang đôi mà đây kê hai sát cả hai sát cả a và ấy kì cho tới kì đó nó đại đặt nó chương hơi đặt này à niên clay clay vậy mình nhẽ và vay phải mà máy mấy phần mấy chắc mà đại chương pi những cái đặt chặt cho bài sao cướp hai cái bật phía cái ra phía chụp ở hai hai chặt đang bật bằng mũi bật chụp ấy ấy bằng mũi thòm đá đi thì miền chìm răng đáy kì những ai mưa khơi ra nấy à kia a à, kia ấy chẳng đầy và đón lúc mang kia chặt đang đặt khăn nó đã nâu clay nâng hái mang cái đó khăn nó đáy chèn. Hãy bằng cái xe mục. Cái xe mục cái chạp đào vay xuôi chụp lại cái xua rồi khi chô xì a ca xì bê khi nhóm nâng cháu thơm ấy bước nhóm ở đây khơi. Ở đây đấng, ở đây là nà nôm cho. Thư ca xót xót cái kì hai mô cái cháu thật khi nhóm chô xì a ngày nà khai nà nà nôm chô. Ở khi nhóm nâng cháu thơm ấy như vậy là đây kì vay ôi vay. Khi nhóm ngày muốn lưu. Lúc đó như thế thì mình nạc là mình hay mình xa lâu ý, cái chế là vậy rồi. Vậy mình, vậy tí tí ớt nó không kìa. Hồ sách cầm náu đến khơi đi. Chẳng khăn ông lòng bìl kì xua nóng bột nóng xua, kì nòm tật đó đã khăn nọ. Đã khăn niềng, ông nóng đã khăn niềng mà này thật khăn nọ chương. Khăn nọ chương thường bị chư nóng, à bảo hào nóng. Sau cái nóng đạo rồi, hai ông côi to, ông tôi côi to ăn. Hãy bằng cái đọc nó đánh nó đại chánh hay nâng đọc cái nạt rụng một chanh. Hãy chẳng bàn xua. Hãy bị xua nâng cứ nông cả này mình sẽ lời ta mầm non kì thay thế A rư ca thế B nâng bàn kì thua từ rừng cám đói vì ông nâng rụng bọt anh chân ông nế.
ពេលនឹងគឺចាប់ដើមដោះមុខក្រោយមុខដោះខ្នោះដាក់គ្នាដេកផ្កាមុខគេឲ្យដាក់ដេកផ្កាមុខដេកផ្កាមុខគេចាប់ដើមវាយវាយមកឆ្អែចឹងគេសួរគេសួរថាអីចូលស៊ីអាងឯណាខែណាឆ្នាំណាអ្នកណានាំចូលឈ្មោះអីហើយខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចពីព្រោះមនុស្សធ្វើការសុកសុក មិនដែលទៅចូលស៊ីអាយណាខំបំរើអង្គការពេលនោះនឹងការចាត់តាំងរបស់អង្គការនោះវាដូចថាវាគ្មានពេលណានឹងដឹកខ្សែរយៈឯណាចូលឯណាខ្ញុំអត់ដឹងស៊ីអានឹងយ៉ាងម៉េចផងអ៊ំមានប្រសាសន៍មិញថាគេដាក់គ្នាជើងរួចផ្កាប់មុខនេះបបាក់យល់វោ ខ្នោះជើងវាដាក់ខ្នោះអញ្ចឹងអាចអង្គុយបានវាជាឈើធំអញ្ចឹងណាហើយ1ម៉ែត្រនឹងយើងដាក់ឈើយ៉ាអាចអង្គុយបានដល់ពេលយើងផ្កាប់មុខវិញតោះផ្កាប់មុខហើយបានដាក់ខ្នោះជើងអញ្ចឹងអាចងើបអង្គុយបានទេអង្គុំគិតមើលឥឡូវខ្នោះខ្នោះហើយខ្នោះវាមានកម្ពស់វាទៅឈើហើយ1ម៉ែត្រមិញហ្នឹងកាលណាបើយើងដាក់ខ្នោះហើយអង្គុយអង្គុយរៀបនឹងឥតហើយយើងរុញជើងចូលទៅដាក់ខ្នោះ អានឹងយើងអាចដាក់បានដល់ពេលយើងផ្កាប់មុខផ្កាប់មិនទាល់តែត្រឡប់ខ្នោះកន្លាប់ខ្នោះនេះបានយើងអាចដាក់បានអាចអង្គុយដេកផ្កាប់មុខបានឬមួយក៏គេដាក់ឲ្យអ៊ំដេកផ្កាប់មុខដោយសារដាក់ជាប់គ្នានឹងរួចម្ដងហើយធ្វើទៅរត់កម្មវាយរួចបានគេដោះគ្នាទៀតត្រឡប់មកដាក់ខ្នោះជើងវិញហើយអ៊ំអោយអ៊ំក្នុងស្ថានភាពអង្គុយវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចអ៊ំអ៊ំពន្យល់បញ្ចំណុចនេះតិចមើល បាទខ្ញុំជម្រាបលោកប្រធានមិនមែនខ្នោះឈើទេគ្នានេះគ្នានេះដែកឆ្នាំងពើវែងប្រវែងហ្នឹងបាទដាក់សម្រាប់តែម្នាក់ជើងពីរដាក់អញ្ចឹងទៅបានគេដោះខ្នោះខ្ញុំដែកបដើរចេញពីគុកហ្នឹងបាទហើយបានគេដាក់ហើយដាក់គ្នានឹងហើយដែកឆ្នាំងពើវែងហ្នឹងហើយមកខាងនេះគេច្បាច់សោគ្រប់ជាប់ហើយអាខាងនេះក្មោងម៉ោងអញ្ចឹងវាសោម៉ោងអញ្ចឹងក្រោមជើងកែងជើងហ្នឹងហើយគេឲ្យយើង ត្រឡប់ដេកផ្កាមុខដើម្បីឲ្យគេវាយខ្នងគេវាយទៅរុនកម្មវាយដូចខ្នងបាទមិនមែនឈើទេដែកអាចប្រវល់ចេះបានកលាប់ចេះបានអ៊ំត្រូវគេនាំទៅសួរចម្លើយនឹងចាប់តាំងពីពេលដំបូងដែលអ៊ំមកដល់ហើយឃុំខ្លួនបានមួយយប់ឬក៏មួយពេលហ្នឹងគេនាំទៅ សួរចម្លើយធ្វើទរណកម្មអ៊ំតែម្ដងឬក៏មកយកមកឃុំឃាំងអ៊ំអង្គរយៈពេលយូរដែរបាននាំទៅសួរចម្លើយបាទខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានគេថាយោមកដាក់គុកយូរដែរនៅក្នុងកន្ទប់រួមនឹងយូរណាស់យូររហូតដល់អាយពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ76 ប្រខែ5ខែ6រហូតដល់នេះគេវាយស៊ូចម្លើយថាជា4 5ខែក៏នៅក្នុងគុកនោះនៅជាប់ខ្នោះនោះនៅទូបរួមនោះហើយបានគេវាយស៊ូចម្លើយឆ្អែតអស់ហើយបានថ្ងៃមួយនេះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមបកទៅខាងដើមវិញបន្តិចគេបំពេញនៅរនអ្នកចេះគូអ៊ំរនឹកឡើងវិញមើលថាតើដែលមុនបុគ្គលិកនៃមន្ទីរស-21នឹងនាំអ៊ំទៅ ទៅសួរចម្លើយហើយធ្វើទរណកម្មដដែលដដែលនឹងប្រមាណលើកប្រមាណសារដែរហើយប្រភេទគេធ្វើទរណកម្មលើអ៊ំនឹងដដែលឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទនៃការធ្វើទរណកម្មលើអ៊ំខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកប្រធានដែលគេហៅនិយាយស៊ូចម្លើយម្ដងម្ដងនឹងគឺថា អត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេមានតែពាត់វាយពាត់ប្ដៅពាត់ស្រីតីពាត់អស្រីពុះប៉ិនមេដៃប៉ិនពីស្រោមនឹងវាយបាទវាយដូចទី1លើកទី2រហូតគេថាព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង12ម៉ោង1អីបានមកដល់កន្លែងបានហូបបាយហូបទឹកបបររាវៗដល់ពេលល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6ម៉ោង7យប់គេនោះ បានមកហូបបាវហូបបាយនៅក្នុងគុកវិញក្នុងបន្ទប់រួមវិញ
ពេលនឹងគឺវាយហើយគេឡើងដាក់ក្នុងបន្ទប់រួមហើយគេដាក់នឹងកញ្ចប់មកប្រឡោះមកប្រឡោះនឹងក្រោមបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថយក្រោយបន្តិចវិញបាទគេវាយស៊ីចម្លើយហើយគេអត់មកនៅក្នុងបន្ទប់រួមទៀតទេនៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្រោមចង់ខាងក្រោមដែលមានបន្ទប់មកប្រឡោះមកប្រឡោះម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ដល់ពេលបាយគេរែកបាយយកហុចឲ្យបើទ្វារហុចឲ្យ អញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញមានន័យថាអ៊ំនឹងជាប់ឃុំឃាំងនឹងនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំង២ប្រភេទដំណាក់កាលដំបូងអ៊ំជាប់នៅក្នុងបន្ទប់រួមប្រហែលជាអំឡុងពេល៥ខែហើយក្រោយមកបានគេនាំទៅអ៊ំទៅសួរចម្លើយដោយមានធ្វើទរណកម្មវាយនឹងរំពាត់ជាច្រើននឹងហើយចាប់ពីពេលនោះមកអ៊ំ មិនត្រូវបានគេយកនាំទៅឃុំឃាំងបន្ទប់រួមឃុំរួមឃាំងរួមទៀតទេគឺគេនាំអ៊ំទៅឃុំឃាំងបន្ទប់ដៃលែកដាច់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមែនទេបាទជំរាបលោកប្រសាអញ្ចឹងមែនហើយលោកធានតើមានការធ្វើទរណកម្មលើរូបអ៊ំនឹងប្រភេទផ្សេងដូចជាការឆក់ខ្សែភ្លើង ជាដើមតើមានដែរទេជម្រាបប្រសាលោកប្រធានមានថ្ងៃមួយនោះគេវាយសួរចម្លើយហើយគេផ្ដាមមកអាគៀដេអាគៀដេមានអាដែរប្រដាប់អាដែរសួរដូចឆក់ខ្សែភ្លើងហើយគេដាក់បន្តខ្សែមកគេឆក់កបែគេផេតហ្នឹងកបែភ្លើងហ្នឹងបាទញាច់ទៅមិនដឹងយល់មិនអីស្លាប់បើមកឈឹង ក្នុងចាប់ពីពេលមិញយើងសួររហើយថាអត់មានប្រាប់អំពីមានកំហុសអីទេសំណួរសួរថាក្នុងអំឡុងពេលដែលទៅដល់នឹងទៅក្នុងគុកនៅក្នុងគុកនឹងមានដែលមានការសម្រេចពីក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអីថាសម្រេចដាក់ទោសអ៊ំនឹងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំមានលក្ខណៈជាតឡាការអញ្ចឹងមានការវិភាក្សាអញ្ចឹងទេមុននឹង នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការជាប់ឃុំឃាំងនោះជំរាបលោកប្រសាគឺជំរាបលោកប្រសាប្រធានគោខ្មៀនទេគឺថាចូលលើវាចាប់ដាក់ឆៅឆៅគ្មានជំនុំជំនះមានបញ្ជាពីណាពីណីមកទេគាត់ថាខ្ញុំមានថ្ងៃមួយវាវាយពីខាងក្រៅចែកហើយវាយហើយបដើរចូលវិញមកផ្លូវមួយដើមផ្លូវមួយទៅអាគារដេ ដើមផ្លើនកាលមុនមិនទាន់មានស៊ីម៉ងឬឥឡូវទេតែគៀកផ្លើដីខ្ញុំទៅបើពេញខ្លួនមកដល់វាយកន្លែងនឹងមកសាទៀតនឹងហួយហើមហួយហើយមានម្នាក់មកប្រាប់ថាអីកុំវាយងាប់បងផាត់ប្រាប់បើកុំវាយងាប់ទុកវាខ្ញុំដេក វិឈឺពេកអូសេតបៅហើយវាយលុតបៅខ្ញុំខ្ញុំផ្កាប់មុខអឺផ្កាខ្នងទៅដីវិញកុំឲ្យវាយជ្រើតបៅហើយមួយយោឈើអាស័យពួតរុកតបៅខ្នងដេកដេកខ្នងទៅដីតលដីទៅតក្របគូខបអីចូលក្នុងតបៅរុករុកតលកលាប់មុខមកវិញបានបាយទៀតថាខ្ញុំចង់សន្លប់ម្ដងម្ដង ដល់ពេលណាបានគេត្រូវជ្រើសរើសអ៊ំទៅធ្វើជាអ្នកគូររូបនៅពេលមួយគេយកខ្ញុំពីអាកតុកដោយឡែកហ្នឹង
មកលើដើម្បីព្យាបាលព្យាបាលល្បួននឹងសូមជម្រាបតាគ្មានថ្នាំទេទឹកអំបិលយើងមកចានខោងអញ្ចឹងចាក់លៀងថាខ្ញុំញាក់អូយលឺឈឺលឺវាយទៀតធម្មតាអំបិលនឹងស្ដាច់មនុស្សគាត់ណាប្រឡនកែប្រឡាខ្ញុំឃើញតែវាញាក់អញ្ចឹងហើយចុះខ្ញុំជាមនុស្ស លោកប្រធានគិតមើលវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអានឹងវាសម្បើមណាស់វាឈឺណាស់ខ្ញុំជានេះជាដោយសារស្នាមទឹកអំបិលឈឺក្បាលវើមុខអីលេបថ្នាំក្របផ្សាយមកថ្នាំក្របមូមូឌីអាញ់ផ្សាយអញ្ចឹងយកមកឲ្យលេបឈឺក្បាលវើមុខអីពេលទៅនេះណា ឥឡូវនឹងស្លាកស្នាមដែលរបួសរិសាវៃនឹងនៅសល់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទេអំរឹកក៏ផ្សះជាអស់ហើយសោះជាហើយសូមជម្រាបប៉ុន្តែសម្លាកពេញខ្នងលោកប្រធានតាំងពីដៃនឹងឡើងក៏ឃើញដែរវត្តចុងពត់ដេកផ្កាមុខវៃតាមចិត្តម្នាក់ម្នាក់វៃមហត់មហត់ព្រះអ្នកវៃម្ដង Mr. President, I would like to break now before Mr. Meng shows his scars and to decide if this is appropriate measure now and maybe it is time for an adjournment and that would be great if you could get it thank you មកឥឡូវដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាកហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាក 20 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11 សូមបន្តដំណើរការសកម្មភាពដេញដោលតទៅទៀត